Thưa quý vị, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng là phần thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong và ngoài nước. Năm 2022, trong số 10 gương mặt đạt được giải thưởng cao quý này, có một nhà khoa học trẻ của Đại học Đà Nẵng, Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú, Phó trưởng Bộ môn Y học chức năng, Xét nghiệm Y học, Khoa Y dược Đại học Đà Nẵng. Trải qua chặng đường hơn 10 năm gắn bó với nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công nghệ y dược, Phan Lê Minh Tú nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa sinh tại Đại học Trung An, Hàn Quốc vào năm 2020. Về Việt Nam công tác tại khoa y dược Đại học Đà Nẵng, tiến sĩ Tú vẫn tiếp tục say mê nghiên cứu khoa học, song song với việc đảm bảo tốt nhiệm vụ giảng dạy. Có thể nói tiến sĩ Phan Lê Minh Tú là một cái nguồn cảm hứng rất lớn, không chỉ cho giảng viên mà cho sinh viên của nhà trường. Hiện nay về phía khoa thì cũng có những cái hoạt động khoa học với nhiều trường khác, thì thầy Tú cũng là một cái thành viên tích cực để tham gia vào các hoạt động này. Công trình nghiên cứu, bài báo khoa học xét nghiệm miễn dịch điểm chấm dùng nano vàng đồng để phát hiện kháng nguyên CFP 10 đặc hiệu của bệnh lao bằng mắt thường của tiến sĩ Minh Tú là công trình được đánh giá rất cao từ hội đồng xét chọn quả cầu vàng năm nay, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xét nghiệm y học, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Mình vừa mới phát triển một cái phương pháp thì có thể chẩn đoán được cái bệnh lao hoạt động đó chỉ bằng mắt của cái người chẩn đoán của bác sĩ, thì khi mà họ nhìn vào một cái chip giấy đó thì họ có thể biết được rằng là cái người bệnh nhân đó họ có bệnh lao hay không, thì từ đó có thể phát triển được. Thì cái đó đang được ứng dụng ở bên Hàn Quốc và cũng đang làm ở các cái mẫu bệnh phẩm lâm sàng. Trên chặng đường nghiên cứu khoa học của mình, tiến sĩ trẻ này đã có 26 bài báo đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, 3 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học trong nước, 1 poster xuất sắc tại hội thảo quốc tế. Những con số chính là một hành trình gian lao với chuỗi ngày ăn ngủ bên phòng thí nghiệm của Phan Lê Minh Tú và cũng xuất phát từ những ước mơ rất nhân văn. Ngay từ ban đầu khi mà mình bước chân vào đại học ấy, thì mình đã thấy cái bệnh nhân rất là khổ rồi. Thì qua cái quá trình mà mình làm việc với người ta thì mình thấy cái sự vất vả của người ta và mình càng muốn cố gắng hơn để có những cái giải pháp, có những cái nghiên cứu mà có những cái sinh viên sau này có tốt nghiệp ra trường ấy, họ có thể đóng góp tốt nhất cho bệnh nhân trước tiên cái đã, sau đó là sẽ cho nền y tế Việt Nam. Với những người làm công tác nghiên cứu khoa học, những giải thưởng chính là chất xúc tác, còn những thành quả mang lại cho cộng đồng mới chính là những phần thưởng lớn lao nhất. Và trên hết, cần có những chính sách thu hút, đãi ngộ tương xứng với những cá nhân xuất sắc, tạo điều kiện cho những nghiên cứu khoa học đến gần với thực tiễn, để những nhà khoa học trẻ như tiến sĩ Minh Tú có thể tiếp tục vượt qua những khó khăn trên chặng đường nghiên cứu, truyền tiếp đam mê khoa học cho các thế hệ sau.